Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ khoảng 2 giờ chiều, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2024. Hiện giờ Vũ đang ra chỗ nhà của dì Sáu, ở đây là ở ấp 1, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì dì Sáu là hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay Vũ quay cái video để nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ dùm cho dì Sáu. Thì dì Sáu năm nay là 65 tuổi, dì bị bệnh nằm chỗ là mà dì không có nhà ở nhờ, nhà đây là của người em. Hiện giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng Vũ hỏi thăm dì Sáu. Dạ con chào dì Sáu nha. Dạ chào cậu Vũ. Dạ dì Sáu năm nay là 65 tuổi hả? Dạ tuổi Tý còn ở trong giấy thì là sinh 1963, Dạ giấy mất mấy tuổi á cậu Vũ? dạ là trước dì Sáu còn khỏe là dì Sáu nó làm nghề gì? Dạ đi bán vé số. Dạ cũng bán ở Bình Đại này luôn hay sao? Dạ bán Bình Đại. Dạ hiện giờ dì Sáu bị bệnh gì, dì Sáu có thể chia Dạ sẻ cho lúc con? trước để đi bán cái nó bị nhức nhức cái chân, nhức cái chân mặt nhiều hơn cái chân trái, Dạ xong là cái nó bị đau lưng nó đi đi chừng một hai bước nó đi không nổi, cái lên bệnh viện Bình Đại người ta chụp hình người ta nói bị dẹp cột sống cậu Vũ, rồi Dạ. nằm trển cũng 10 bữa trị cũng không hết, rồi về đây cái đi lên Covid ở trên nhà thờ chích chích cũng 10 bữa, cái mấy bữa sau cổ không có lấy tiền, cổ nói chích không bớt thôi về đi, về cái mới đi ra ngoài Bình Thắng ra ra cậu Hoàng chăm cứu á, cậu Vũ chăm riết Dạ. cũng không hết, chăm cả tháng rồi đó, đang đứng vậy cái tự nhiên sụm mà đứng Dạ. cái nó sụm hoài, dạ nó già nó teo cái chân về đi không được cậu Dạ. Vũ, Yeah. nó teo vậy nè. Nó teo chân nhỏ lại. Dạ teo từ từ teo Dạ. mà Yeah. nhức dữ lắm, Mà dì Sáu cho con hỏi dì Sáu sao con thấy bụng dì Sáu bự tại nằm không á cậu Vũ, vậy ạ? Dạ. ăn rồi nằm bự chứ hồi đó không bự dữ. Dạ được rồi, dì đừng có kéo lên dì Sáu. Dạ chứ không có bệnh gì cái bụng hết á, Dạ, giờ chỉ đi không được. đi không được. Dạ. Dạ Dì Sáu không có gia đình hả? dạ không có. Hồi đó giờ không có gia đình luôn. Dạ hồi đó có mà lúc chồng chết ảnh 31 tuổi rồi có hai đứa con mà chết thằng còn thằng nghèo đi biệt xứ luôn, Là đi bỏ xứ luôn. đi bỏ bây giờ không biết nó ở đâu luôn đó. Rồi dì cũng không có biết ở đâu thì anh đâu có không liên lạc về cho dì luôn. Dạ không, Anh nó lớn chưa dì? hôm nay cũng bốn mấy tuổi á, cỡ bốn mấy á Dạ. mà dì không nhớ nữa, còn thằng kia chết hôm nay cũng lâu rồi, chết rồi cái cũng 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 như liên lạc lâu lâu hỏi vậy đó, hỏi bà nội nó, bà ở trên thành phố á, rồi thôi chết rồi gì cũng không có gì tám nó mấy chục năm nay, Vì quê gốc gì là ở Bình Thắng mình hả? gốc là ở Long An, Dạ. dạ tỉnh Long An, rồi nghèo không có nhà, mới đầu hồi xưa thì cũng ở với cha với mẹ, rồi có chồng rồi thành phố rồi riết rồi về quê không có cha mẹ thì cũng giải tỏa đó, ông anh không ở với chị dâu á, rồi về cũng không có nhà, đi lại bà chị này bà chị kia vậy đó, Dạ. dạ rồi Mà xong người em của dì Sáu là có gia đình về Bình Đại đây, thì cũng dì có mới gia theo đình xuống đây. về đây, đi theo nó xuống đây mới đi theo nó xuống đây mới 6 năm mà lúc Dạ. trước rồi cũng lang thang ở Long An vậy đó, ở nhà bà chị này bà chị kia cũng bị đuổi lên đuổi xuống, đây 6 năm rồi bán vé số 3 4 năm gì đó, trước đi không nổi Rồi sao dì không tìm người con của dì sao? không biết ở đâu hết cậu, Không biết ở đâu mà tìm hả? không biết. Là hồi đó dì với Dượng với anh đó là sống ở thành phố hả? Dạ cũng ở nhà ở chùa kia đó, dạ
Rồi mất liên lạc nay bao lâu rồi Lâu rồi cháu. Rồi lúc là đi đi về quê, đi đi kiếm làm này làm kia là lâu lắm, là cũng 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 mấy chục năm mà. rồi gì cũng nhắn tìm mà không biết ở đâu hết thì bỏ luôn. Ở thằng nghèo khó quá rồi thôi cũng bỏ luôn. Bây giờ cái bệnh của dì là bác sĩ nói có điều trị được không? Bác sĩ hôm đó ở Bình Đại, bác sĩ cô gì không nhớ, của hồi có tiền không đi tuyến trên mấy không, giờ ở đây còn không có tiền uống thuốc nữa, kiểu như người ta nói đi thành phố mổ cột sống gì á cậu Dũng, mổ dập cột sống gì á, người ta nói mổ. Rồi cái cô gì mới nói ở đây còn mua thuốc, còn có tiền mua thuốc uống đi đâu. Rồi bác sĩ nói nếu mà có tiền mổ là được ha gì? Dạ mổ mà bác sĩ thì nói đi thành phố mổ, còn mà người dân thường thì người ta nói người ta nói mổ 50-50, tại cô tiểu đường nặng á, tại dì tiểu đường á, tiểu đường cũng 17 năm rồi, người ta nói tiểu đường trị lành rồi mới mổ, là sợ 50-50 mổ rồi nằm chỗ luôn á cậu Dũng. Rồi bác sĩ có nói mổ là khoảng nhiêu tiền không vậy? Bữa hôm bác sĩ nó khoảng đi lên đi xuống tái khám này luôn 100 triệu, vì nó thôi kệ sống ngày nào hay ngày nấy, miễn có tiền mua thuốc uống cho nó đỡ nhất, mấy tháng nay uống nó bớt nhất. Lúc trước cậu Vũ mấy ông khóc, cho nó khóc tối ngày luôn. Hôm đó nó nhức dữ, nhức cái lưng nè, là cái chân mặt này nhức nhiều Rồi hơn gì không có điều kiện uống thuốc rồi gì có uống thuốc nam gì không hay là hôm đó uống thuốc nam thấy nó không bớt, rồi mấy đứa cháu đứa này cho 500 200 mua thuốc nhất, như cái này là thuốc tiểu đường nè, còn cái này tối uống gì cho nó bớt nhất nè cậu Vũ. Con nhỏ cháu nó mới cho tiền mua hai cây dầu với thuốc nhất cũng cho anh Tâm nè. Hai gói thuốc này 40, hai cây dầu 60, tối là nó sức sức gần đây cho nó bớt nhất cậu Vũ. Mấy tháng nay nhất 10 phần giảm nó cũng 3 phần, nhất mà nói tối kêu nhỏ em để thôi. Chị ước ao gì đừng bị đau gì ván vé số, ngày dài chục vé cũng được nữa, mà Nếu nó đau quá giờ đi đâu có được đâu bán. Ăn cái uống nước nằm cái bụng nó bự lên, chứ hồi đó không có bự, như là nó rút hai cái chân nó lòi cái bụng ra còn vũ. mới người bà con cho tiền mua thuốc uống hả gì Rồi còn gì mua như vậy thì cũng như có bà con nào cho tiền thì gì mua thuốc còn không có thì chịu hả? không có tiền đâu mua, mới nó mua hai gói này 40 với hai cho dầu 60, dầu mới hết nè. Giờ vậy nhất là gì nằm một chỗ luôn chứ đâu còn đi tới Em đâu có đi trai khỏi giường. với em gái này nó kéo lên cũng không được nữa, làm như nó bị sụi luôn á cậu Dũng. Sau bữa tụi nó kéo thử coi được không, đặng ngồi dậy tắm rửa mà giờ lao không à, giờ em mới nhúng khăn để lao còn giống. Bữa nào hả nó mắc đi ra làm cho người ta thì hai bữa lao,
nhúng nước cái lao. Về ăn cơm được không? Ăn cũng được, cậu Vũ ráng Dạ. ăn đừng uống thuốc, bị Dạ. thuốc nhất này nè, người ta nói không có uống cái này mà không ăn nó đau bao tử dữ lắm, Dạ. ráng ăn. Hôm nay nói nghe, ở sớm rồi người ta hái mướp người ta cho như này, nhỏ cháu nó làm ngoài cảng cậu Vũ, cái Dạ. lụm mấy cá ở trong trong cá, nó làm cá bò, cái có cá dừa cá khác á, lụm về cho đợt nhỏ em bằng muối ăn. Rồi. Đâu có gì ăn cậu Vũ, dở nữa canh mướp khi cá qua nó cho nhỏ em bằng muối á, lụm Dạ. ngoài cảng á cậu Vũ, Dạ. giờ cũng còn mới muối mơi Dạ. đâu có thật thà gì đâu. Phải gì khỏe thì đi bán vé số rồi cũng sống được, mà Dạ đúng giờ rồi, mấy năm rồi bán số á, người nằm bệnh viện hai ba lần hết ráo cậu Vũ, dạ một lần lên đường cao quá 400 mấy cái, nằm ở trạm cái xuất viện về cái mấy tháng sau cái lên đường nữa rồi nó mới đau cái lưng, nó chụp hình dẹp cột sống nè, là mới đây mấy tháng nữa bị rối loạn tiêu hóa cậu Vũ, ói đi tàu nữa Dạ. rồi lên cảnh hạ cái gì đó được, cái người ta vô nước biển quá chừng luôn, xong rồi bác sĩ biểu đi siêu âm mà có mình nhỏ em mà đâu có ai đẩy đi, thôi kệ nó, thôi bác sĩ kệ nó sống ngày nào hay ngày nấy. Hôm đó nói nhỏ em đi vô cậu Vũ nó không dám đi, rồi bữa dì Yeah. Bãi ra thăm, dì Bãi nói quen cậu Vũ á, Dạ. dì Bãi tại cây á. Dạ, thì dì có nói nhưng mà con nói gì xéo nghe, giờ kinh tế á, làm ăn cũng khó khăn nên con hôm đó nay con không có quay. Dạ, thì ví dụ như giờ con quay dì Sáu mà Mạnh Thường Quân không giúp dì Sáu và con cũng buồn, mà dì Sáu cũng trong nên con nói dì Sáu cũng như là như con nói dì Sáu thì con quay cho dì Sáu thì con chỉ quay còn giúp đỡ là cái phần đó là của Mạnh Thường Quân giúp đỡ, rồi nên con quay thì tùy cái duyên đó, thì dì Sáu cũng đồng ý. Dạ. Cũng xin Mạnh Thường Quân cho tôi chút đỉnh, cô không dám xin nhiều, xin mua thuốc uống thôi à, chứ ăn thì cái gì ăn cũng được, ăn cơm nước tương cũng được, xin Mạnh Thường Quân cho tiền mua thuốc uống. Thuốc là sao phải uống suốt luôn, nếu mà có tiền là phải uống suốt luôn Suốt thì luôn nó đỡ hay sao, đỡ nhất. à, một ngày uống thuốc thì 20, còn cái chú kia chích thì tuần 2 tâm 3, Dạ. có ngày điện nói điện này xin điện này, xin người kia vậy đó, xin Dạ. đừng có tiền chích cho đường nó bớt lên. Dạ. Tại vì sao không có đi được là người chích, cái bác sĩ đó phải tới đây mới chích. Y y tá hay gì của Y bệnh viện tá. Bình Đại. Dạ. Hôm giờ cũng cầu mong Mạnh Thường Quân giúp con xin chút đỉnh mua thuốc với chích thuốc à, chứ không dám xin gì nhiều hết Dạ. Phải người con của dì mà tìm được gì thì cũng lo cho dì cũng đỡ hay gì. Mà mất liên lạc luôn. Anh đó nghe bà nội nói nó có vợ rồi nghèo dữ lắm, nó Dạ. cũng có ăn rồi mới đi bỏ xứ. Dạ. Từ khi Sáu ngã bệnh là nằm luôn vậy luôn á hả? Lúc trước đi 1 2 bước cậu Vũ, Dạ. hôm mình nước nhớ hôm tháng 2 tháng 3 tay gì á,
Còn đi một hai bước. là cũng như bệnh mà còn đi một hai bước được, Dạ, nó sao tự nhiên nó sụn hoài à. rồi mấy tháng nay là Nằm. nằm luôn. Kiểu như đi ngoài sụn. Tự nó sụn mà cậu nhủ. Người ta nói đi sụn mà rủi gãi còn báo hơn nữa. Gãi mấy cái xương này nó yếu quá. Nó nhỏ xíu nó yếu. Giờ gì ngồi vậy không dẫn người ta nên đâu có đi xe lăn gì được ha. Bác hẳn mơ tính nó thôi để tập từ từ ngồi này xin xe lăn nào rẻ rẻ tôi dẫu cái em trai với em gái nó xiên xuống đẩy đi trước đồ cho mát mẻ Cho thoải mái một chút. ngồi vậy thì nhỏ em cũng phải kè lên mà ngồi chỉnh chút phải nằm xuống cái vực đau lắm cậu ai có xe lăn mà cũ cũ rẻ còn nhủ xinh đó ra đây có gì em để em gái nó đỡ xuống nó đẩy đi thử coi được Để con hỏi thăm gì sao. cậu cũng là cậu nhủ thế nào giúp được cậu nhủ giúp Để con hỏi thăm mấy anh chị mà chơi xe lăn đây có không à. Con đăng ký, tại vì cái này đăng ký nếu mà có đợt mà thì có liền, còn có đợt nó cũng hơi lâu, hỏng con có xin cũng được một hai chiếc. xe cũ cũ không được cái gì cái kêu em rể em gái đi lên xuống xe rồi rồi cái ấy đầu ràng rồi Để đi ra đằng trước đầu chút xíu cho nó thoải mái chứ còn. nằm ngoài chóng mặt nó cậu tại mình cứ nằm vậy đứng chóng mặt nó mệt dữ ăn uống vô cái bụng nó bự bởi mấy đứa cháu về hỏi sao về cái bụng bự nó ai biết đâu hồi đó đâu có Nhưng mà vì chưa có siêu âm mà. rồi bởi không có Vì giờ chưa siêu âm mà cũng không biết làm sao, tại hỏi bác sĩ có kêu phải không mà nãy gì nói đó. có mà không có đi được rồi đâu ai đâu đẩy đi ngồi lúc nó ngồi không được nó tiêu chảy rồi rồi ói rồi thì có nhỏ em nó đỡ nó tập ngồi chỉnh chút hả cậu Diệu ngồi chỉnh 2-3 phút hả sợ giật té phải nha tập ngồi vững trong ngồi sao đang bán vé số cũng được ví dụ như nhỏ em nó đẩy ở đâu mình ngồi ngay đó mình bán chưa hết nó đẩy về cậu Dũng ngày kiếm được vài chục cũng đỡ Vậy con cố gắng con kiếm là có chỗ nào không, con đăng ký con gì xin cho viện chiếc. không có muốn xin tiền đâu xin kinh tế ai cũng khó khăn hết tại không có tiền mua thuốc uống nằm chứ lo lắm lo sợ không có tiền mua thuốc uống thèm sữa cũng đâu có tiền mua sữa nó ở trên nông an người ta cho anh bà hãm dựng út đi đám cưới là anh ta gửi về Mấy người bà con ấy ha. Rồi ăn uống là nhờ người em của dì hết. con nó hết luôn với mấy đứa cháu nó lụm cá rồi cả nó cậu Dũng lụm về ăn giờ còn dĩa cá chiên với vậy canh mướp người ta cho Con ghé thăm dì Sáu chút nào, con xin phép dì Sáu con về. cảm ơn cậu Dũng và cũng cảm ơn mạnh thường quân bà con rồi có giúp đỡ gì mình cũng có tiền mua thuốc uống thôi hả chứ không có ham gì nhiều hết á Vũ cũng nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa, nếu có xem được cái video này thì Vũ nhờ cô chú anh chị giúp đỡ giùm cho vì sao có tiền.
để dì Sáu mua thuốc uống hàng ngày cho đỡ nhất. Còn giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Dạ thôi Sáu nghỉ nha, con về sao? Cảm ơn cậu Vũ. Dạ.